Long Vương trở lại Giang Thần. chương 271, lời mời của hứa tình. Giang Thần biết đường sở sở sẽ nổi đoá. Vợ à, nghe anh giải thích đã. Còn giải gì nữa, có mấy trăm vạn đi mua nhà không hơn à, lẽ nào anh muốn sống với bố mẹ sao? Giang Thần ơi Giang Thần, anh bảo tôi phải nói sao với anh đây? Không, không tiêu nhiều đến vậy đâu, em đừng nghe bọn họ nói mò, thật ra anh chỉ cần tìm một hacker, hack app trung y, sau đó sửa lại số liệu phía sau là được. Giờ còn lừa tôi được, xem tôi là kẻ ngốc chắc. Thôi được rồi, anh nói thật, anh thực sự đã xài tiền, cũng thực là đã tốn mấy trăm vạn, nhưng mấy trăm vạn có là gì, trong mắt anh, em vô giá, có tốn nhiều tiền hơn nữa, anh cũng cam tâm tình nguyện. Tôi hỏi anh, tiền ở đâu ra? Đường Sở Sở hùng hổ dọa người. Của anh, Giang Thần cười hì hì nói. Bớt cười đi, nghiêm túc một tí cho tôi. Giang Thần lập tức ngậm miệng lại. Đường Sở Sở lần nữa ép hỏi, hỏi lần nữa, tiền ở đâu ra? Có phải anh làm việc bất chính phi pháp gì ở bên ngoài không? Giang Thần dở khóc dở cười. Cơ mà tiền của anh thực sự là không đàng hoàng. Tiểu Tiểu Hắc cho anh mượn. Giang Thần bất đắc dĩ nói, nhà Tiểu Hắc phá rỡ được bồi thường. Nhà Tiểu Hắc ở ngoại thành, là mười mấy năm trước tự mình sửa nhà, thêm đất đai, núi rừng của nhà nữa, được bồi thường phá rỡ hơn một trăm triệu anh mượn mấy trăm vạn. Đường sở sở thở hồng hộc. Cô giận giang thần sao mượn số tiền nhiều như vậy lại không nói với cô. Audio điện tử võ tấn bền. Vợ à, em yên tâm đi, chẳng mấy nữa là anh kiếm được khoản lớn rồi. Giang thần nắm lấy tay cô, nói với vẻ dịu dàng, anh chắc chắn sẽ không để em sống những ngày tháng khổ cực nữa. Em tin anh đi, đợi những chuyện này kết thúc, anh và em cùng tổ chức lại một cái đám cưới chấn động toàn thế giới để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Ai? Đường sở sở thở dài một tiếng. Bây giờ thế kỷ đã phá sản lại còn nợ nần một đống. May mà vĩnh lạc không sao, chỉ cần có ít tiền vốn là có thể xoay vòng, đi vào quỹ đạo. Mà cổ phần của cô ở Vĩnh Lạc vẫn chưa bị thu hồi, chỉ cần Vĩnh Lạc đi vào quỹ đạo, mỗi lần chia hoa hồng, cô đều có thể kiếm được không ít tiền, như vậy thì có thể mau chóng trả nợ. Được rồi, anh đi ngủ đi, chiều còn đến công ty nữa, bát đũa để em dọn là được rồi. Đường sở sở là miệng cứng lòng mềm. Cô cũng biết là Giang Thần muốn làm cô vui vẻ. Chỉ là cái giá quá đắt. Không sao, để anh là được rồi, vợ ơi, em đi nghỉ đi. Giang Thần kéo đường sở sở về phòng. Sau khi trở về phòng, anh đến phòng khách, bắt đầu thu dọn bát đũa. Bận rộn xong cũng đến một giờ trưa anh về phòng chào đường sở sở một câu rồi ra ngoài anh lái xe đến xưởng sửa chữa ngoại ô căn cứ của mạng lưới tình báo ngầm của quỷ kiến sầu lúc đường sở sở định ngủ chưa một lát thì nhận được điện thoại của hứa tình sở sở chiều rảnh không hả có sao vậy chiều đến tớ không bận lắm định dạo phố mua quần áo cậu đi với tớ đi được thôi đường sở sở đồng ý với hứa tình xong thì trang điểm một chút rồi ra ngoài chẳng mấy đã đến chỗ hứa tình hẹn. Hai người nắm tay cùng vào trung tâm thương mại. Hứa Tình nói chuyện phiếm hỏi, "Sở Sở, sao cậu quen được với Giang Thần vậy, nói tớ nghe chút đi." "Tớ với anh ấy á?" Sở Sở hơi sững sờ, chợt lắc đầu nói, "Không có gì hay để nói." "Nói đi, nói đi mà." Hứa Tình vung vẩy cánh tay đường Sở Sở. "Được rồi." Đường Sở Sở lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng. "Ông nội tớ kén rể cho tớ, Giang Thần đến ứng" được ông nội chọn chúng, tớ cứ thế mà gả cho anh ấy thôi. Đơn giản vậy thôi á, vẻ mặt hứa tình kinh ngạc. Ừ, đơn giản thế thôi. Hứa tình cau mày suy nghĩ một chút, hỏi lại, phải rồi, cậu có thấy anh ấy khác người thường chỗ nào không? Hả? Đường sở sở nhìn hứa tình, hỏi, khác người thường, ý gì vậy? Không, không có gì. Hứa tình cũng không hỏi nhiều thêm. Xem ra đường sở sở thật sự không biết thân phận của Giang Thần, Cô ta buồn bực, đường sở sở là vợ của Giang Thần, sao anh lại giấu thân phận của mình cơ chứ? Hơn nữa Giang Thần giấu thân phận của mình rất kỹ, thời gian dài như vậy mà cô cũng không biết ông chủ đứng sau thời đại khoa là Giang Thần. Một thành phố mới thời đại khoa, giá trị hàng nghìn tỷ. Đây không phải là tài sản vốn hóa thị trường ảo mà là tiền thật. Một nghìn tỷ là khái niệm gì? Cả nước có thể lấy ra được nghìn tỷ tiền mặt có bao nhiêu người? giang thần đến xưởng sửa chữa ngoại ô phòng tầng hầm xưởng sửa chữa giang mị đã đến rồi giang thần đi tới đại ca một giọng nói to tát rõ ràng vang lên giang thần nhẹ phất tay đi đến ghế sofa ngồi xuống giang mị và mộc vinh đồng thời đứng dậy đại ca giang đại ca hai người chăm miệng một lời mở miệng giang thần khẽ phất tay nói ngồi đi hai người ngồi xuống Giang thần hỏi, Giang Nghị, Hắc xà có gửi tin về không? Giang Nghị lắc đầu nói, sau khi anh ta nói tối sẽ đến Giang Trung thì không gửi tin về nữa. Đại ca, Mộc Vinh muốn nói lại thôi. Giang thần liếc nhìn anh ta, nói có lời gì, cứ nói đừng ngại. Mộc Vinh liếc nhìn Giang Nghị. Giang thần nhẹ phất tay, nói không sao, người mình cả. Tôi tránh đi một lát. Giang Nghị rất tự giác, đứng dậy đi ra khỏi căn phòng bí mật. Lúc này Mộc Vinh mới mở miệng nói, đại ca, thế giới ngầm truyền ra một tin, sát thủ trên top 10 trong giới sát thủ đã bí mật thâm nhập vào Trung Quốc, thâm nhập vào Giang Trung. Hử! Đến đây Giang thần hứng thú, hít mắt, hỏi, sát thủ trên top 10 giới sát thủ. Vâng! Mộc Vinh gật đầu đáp, tin này đang truyền trong mạng ngầm, truyền tin này ra là Hắc Điện, Hắc Điện đang gióng trống khua chiêng truyền tin tức nói lần này muốn đổ long. Đồ long, ồ, oh, khẩu khí thật lớn, Giang thần cười nhạt một tiếng. Đại ca, không thể khinh địch. Mộc Vinh nhắc nhở, sát thủ trên trên top 10 đều là sát thủ cấp SSS, năng lực ám sát cực mạnh. Sát thủ cấp SSS mạnh cỡ nào Giang thần biết? Giang Mỹ chính là một trong những sát thủ cấp SSS. Năng lực của cô ta còn vượt qua cả 28 tông sư võ thuật quốc gia. Giang thần không sợ. Chỉ cần những sát thủ này hiểu quy tắc, không động đến đường sở sở, những này sát thủ đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Giang thần cũng không định giết hết, mà là thu phục toàn bộ, nếu như có thể mà nói, trực tiếp thu phục luôn hắc điện để anh dùng. Anh mở miệng gọi một tiếng, "Giang Mị." Giang Mị đi đến, đứng ở một bên, đáp, "Đại ca Giang." Tin toàn sát thủ top 10 bảng sát thủ cô biết chứ. Giang Mị nhẹ gật đầu. Thế giới ngầm có một mạng ngầm. Chỉ có nhân tài đặc biệt mới có thể đăng nhập vào mạng ngầm ấy. Cô ta vào trang web mạng ngầm là biết tin, cô ta đang muốn nói với Giang Thần, không ngờ Giang Thần đã biết rồi. Thần sắc cô ta có chút ngưng trọng, sát thủ trong top 10 bảng sát thủ, thực lực người nào người nấy cũng mạnh hơn tôi. Giang Thần hỏi, cô xếp thứ mấy? Thứ 8. Ừ. Thực lực của Giang Nghị anh biết, xếp thứ 8 cũng không lạ. Anh nhìn Giang Nghị, nói, núi ngũ cốc đêm nay chắc chắn sẽ là một trận chiến ác liệt, cô có thể sẽ gặp nguy hiểm, cô phải nghĩ cho kỹ vẻ mặt Giang Mỹ kiên định đáp, mạng của tôi là do đại ca Giang cứu, có thể làm việc cho đại ca Giang là phúc phần của tôi, dù cho có chết tôi cũng không nề hà. Ừ, chuẩn bị đi. Tiếp đó, đám người Giang thần, Mộc Vinh, Giang Mỹ tụ họp lại với nhau, bắt đầu bàn bạc kế hoạch hành động đêm nay. chương 272, đường sở sở bị cướp đi. Sau khi bàn bạc hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xem như đã sắp xếp xong tất cả. Bây giờ, Mối bận tâm duy nhất của Giang Thần chính là Đường Sở Sở. Mặc dù Giang Nghị nói sát thủ máu lạnh vô tình, nhưng bọn họ đều có đạo đức nghề nghiệp, người thuê bảo giết ai thì sẽ giết người đó, tuyệt đối không liên lụy đến người vô tội. Một khi bị phát hiện có liên lụy đến người vô tội thì sẽ bị các công đoàn sát thủ lớn phong sát. Chỉ là lần này không phải là chuyện nhỏ, cũng có thể sẽ có sát thủ vì tiền mà phát rồ ra tay với Đường Sở Sở. Mộc Vinh, đại ca, anh cứ căn dặn Giang thần căn dặn, cho một trăm người âm thầm theo bảo vệ đường sở sở, tôi không muốn khi hành động vào buổi tối, vợ tôi sẽ gặp chuyện. Vâng, Mộc Vinh lập tức đi sắp xếp. Với mạng lưới tình báo ngầm mà Giang thần đang nắm giữ, muốn biết được đường sở sở đang ở đâu là chuyện quá dễ dàng. Quân Hắc Long dày dặn kinh nghiệm lên đường, mặc đồ thường phục, lặng lẽ đi theo sau đường sở sở và hứa tinh, bảo vệ sự an toàn của đường sở sở. Giang Nghị thì đi đến núi Ngũ Cốc còn Giang Thần thì đang đợi ở phòng dưới lòng đất của khu sửa chữa. Rất nhanh đã đến tối. Giang Thần đã vào núi rồi, cách hang động mà Giang Nghị đang nấp không đến một cây số. Lúc này là 8 giờ tối. Giang Trung, bến cảng biển. Một chiếc thuyền đang nhanh chóng cập bến. Một chàng trai đi từ trên thuyền xuống, anh ta mặc áo khoác màu đen, đội mũ màu đen. Đó là Hắc Sa, nhưng anh ta đã ngụy trang, trên mặt đeo mặt nạ ra người, lúc này anh ta giống một người già rất già yếu. Bên bờ có không ít người. Đại ca, hắc xà đi qua, mấy người kia đồng loạt gọi. Hắc xà khẽ phất tay, mọi người đều đã đến hết chưa? Các sát thủ trong top 10 bảng xếp hạng sát thủ đều đã đến giang Trung, đang đợi đại ca sai bảo. Hắc xà lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Giang Mỹ. Sau khi Giang Mỹ nhận được tin nhắn, mau chóng trả lời, gửi vị trí cụ thể của mình cho Hắc xà sau khi Hắc Xà nhận được vị trí cụ thể, trên mặt nở nụ cười tà ác, sau đó căn dặn Giang Nghị đang ở núi Ngũ Cốc, thông báo cho phía dưới lập tức đến đó xử anh ta, đồng thời dặn dò các sát thủ của Giang Trung rằng bây giờ núi Ngũ Cốc đang là thiên la địa võng, bảo bọn họ cẩn thận một chút, đừng rơi vào mai phục của Hắc Long. Vâng, đám đàn em lập tức đi sắp xếp. Một người khác bước lên hỏi Đại Ca, bây giờ chúng ta làm gì đây? Hắc Xà cười tà ác nói đương nhiên là đi tìm đường sở sở rồi điểm yếu lớn nhất bây giờ của giang thần chính là đường sở sở mặc dù không thể giết đường sở sở nhưng có thể lợi dụng cô ta để ép giang thần nghe lời vâng núi ngũ sơn trong khu rừng rậm dưới một gốc cây to giang thần và mộc vinh đang ngồi cùng nhau hút thuốc giang thần nhận được tin nhắn của giang mị sau khi đọc xong thì căn dặn giang mị đã nói ra địa điểm rồi có lẽ người của hắc điện rất nhanh sẽ đến sát thủ trong top 10 bảng xếp hạng sát thủ chắc cũng sắp đến rồi. Hãy căn dặn bên dưới, không có mệnh lệnh thì không được manh động, đừng để lộ thân phận. Vâng, Mộc Vinh lập tức đi căn dặn. Cùng lúc đó, trong một quán lẩu với cách bài trí không tệ của Giang Trung. Hứa tinh và đường sở sở đi dạo với nhau cả buổi chiều cũng mệt rồi, nên chọn một quán lẩu vào ăn, bây giờ hai người đang xiên thịt xiên cừu. Hứa tinh, lúc này, một giọng nói truyền đến. Hứa Tinh quay người qua nhìn, nhìn thấy một chàng trai đang đi về phía mình. Chàng trai trông khoảng 25, 26 tuổi, trên người mặc tây trang màu trắng, trông rất đẹp trai, gương mặt ôn hòa nho nhã, rất có dáng vẻ của một quý ông. Thành công. Hứa Tinh hơi ngẩn ra, sau đó lập tức nhận ra, hỏi anh, anh là Phạm Thành công. Chàng trai mỉm cười, tôi còn tưởng cô không nhận ra tôi nữa chứ, nhiều năm không gặp, không ngờ cô đã về Giang Trung rồi. Chàng trai nói xong, nhìn đường sở sở nghi ngờ hỏi, người đẹp này là. Hứa tinh giải thích, đây là bản thân của tôi, đường sở sở. Đường sở sở mỉm cười với anh ta. Phạm thành công khen ngợi, quả nhiên là người cũng như tên, không ngại tôi ngồi ăn cùng chứ. Ngồi đi. Hứa tinh mỉm cười, sau đó nhìn đường sở sở, giới thiệu, sở sở, đây là Phạm thành công, lúc nhỏ ở cùng một viện với tôi, rất nhiều năm không gặp rồi. Đường Sở Sở mở miệng, "Xin chào, tôi tên Đường Sở Sở." Phạm Thành Công cũng cười chào hỏi. Trên chiếc bàn cách đó không xa, mấy chàng trai đang ăn lẩu, nhìn thấy có người lạ mặt đến gần, bọn họ lập tức cảnh giác, sau khi thấy Hứa Tinh quen biết anh ta, bọn họ mới thở phào một hơi. Bọn họ là quân Hắc Long, là người do Giang Thần phái đến để âm thầm bảo vệ Đường Sở Sở. Chỉ cần Đường Sở Sở không gặp nguy hiểm thì bọn họ sẽ không ra mặt rất nhanh đã ăn xong một bữa cơm trước cửa quán lẩu phạm thành công cười nói cảm ơn sự chiêu đãi của hai người đẹp hứa tinh bây giờ cô đang ở đâu để tôi đưa cô về hứa tinh từ chối không cần đâu tự tôi gọi xe về là được rồi phạm thành công vội nói có phiền gì đâu hai người đẹp mời tôi ăn cơm tôi đưa hai người về nhà cũng là chuyện nên làm cũng đâu phải là người ngoài hứa tinh nghĩ nghĩ rồi mới gật đầu được rồi vậy cảm ơn nhé đi thôi xe của tôi ở bên kia phạm thành công làm tư thế xin mời anh ta lái chiếc xe bmw nhập khẩu anh ta gọi hứa tinh và đường sở sở lên xe phía sau anh ta có không ít người đi theo sau khi đường sở sở lên xe người âm thầm theo bảo vệ cô cũng lên xe theo phạm thành công ngồi ở ghế lái hứa tinh ngồi ở ghế phó lái trêu đùa nói thành công không ngờ anh còn phun nước hoa trên xe đấy phạm thành công mỉm cười anh ta nghiêng qua nhìn hứa tinh sau đó khởi động xe lái xe đi còn hứa tinh thì cảm thấy đầu óc choáng váng sau đó đầu ngã lên lưng ghế đường sờ sờ ở phía sau cũng vậy cô đã ngã xuống ghế ngồi phạm thành công xé mặt nạ xuống biến thành một chàng trai có vẻ ngoài hơi xấu xí anh ta lấy điện thoại ra gọi cho Hắc xà đại ca đã vào tay rồi bây giờ đi đâu đây phía sau cậu có đuôi cậu chạy ra ngoài ô lúc đến đường hầm cửu long cậu hãy tìm cách chặn cái đuôi lại vâng chàng trai đạp chân ga mau chóng chạy về phía ngoại ô rất nhanh đã đến đường hầm cửu long phạm thành công vừa vào đường hầm một chiếc xe hàng lớn đã lái đến trực tiếp chắn ngang giữa đường chặn lại những chiếc xe đằng sau những người đi theo đường sở sở bỗng chốc thay đổi sắc mặt bọn họ lập tức gọi điện thoại về đại ca không hay rồi xảy ra chuyện rồi chị dâu bị đưa đi rồi Chúng tôi đang bị chặn ở đường hầm Cửu Long. Mộc Vinh nhận được điện thoại, đột nhiên thay đổi sắc mặt, giống lên, cho dù thế nào, nhất định phải đảm bảo sự an toàn của chị dâu, chị dâu mà thiếu một sợi tóc thì sẽ xử lý bằng quân pháp. Sau khi Mộc Vinh mắng mỏ một trận, lấy một cái điện thoại khác ra, gọi vào một số điện thoại, căn dặn lập tức khởi động mạng lưới tình báo, chị dâu bị cướp đi rồi, nơi biến mất là đường hầm Cửu Long, lập tức điều tra, lập tức định vị điện thoại của chị dâu. Giang thần ở bên cạnh, nghe thấy hết hai cuộc điện thoại này. Mộc Vinh dặn dò xong, mới xoay người nhìn Giang thần, sắc mặt nghiêm trọng, nói, đại ca, chị, chị dâu bị bắt đi rồi. Giang thần mắng, một trăm quân hắc long âm thầm bảo vệ mà cũng bị bắt đi được, làm ăn kiểu gì vậy? Lúc này, cả quá trình đường sở sở lên xe đã được gửi qua. Mộc Vinh mau chóng giải thích qua một lần. Trong 5 phút, tôi muốn biết được vị trí của đường sở sở. Vẻ mặt của Giang Thần trầm thấp đến đáng sợ. Chương 273: Uy hiếp. Đường hầm Cửu Long là đường hầm dài đến 10 cây số, cần hơn 10 phút để đi hết đường hầm này. Trong đường hầm đã có mấy chiếc xe dừng bên trong từ trước. Đây là mấy chiếc xe thương vụ màu đen, mang biển số giả. Phạm Thành Công lái chiếc BMW mau chóng chạy đến, dừng trước một trong những chiếc xe đó. Anh ta mau chóng xuống xe. Trong chiếc xe mang biển số giả có mấy chàng trai mặc áo đen đi xuống, mấy người họ mở cửa xe BMW ra, đưa đường sở sở và hứa tinh lên xe. Hắc xà cũng xuống xe. Đại ca, Phạm Thành Công đi qua. Hắc xà khẽ phất tay, Giang Trung không tiện ở lại lâu, cậu lập tức rời đi đi. Tôi đã mua một tòa biệt thự cho cậu ở nước Áo, trong kết bảo hiểm của biệt thự có mấy chục triệu tiền mặt, đủ để cậu sống cả đời rồi. Cảm ơn đại ca, Phạm Thành Công kịp thời mở miệng anh ta rời khỏi chiếc bmw lên một chiếc xe khác mau chóng rời đi hassa cũng lên xe ra lệnh cho tài xế đi sau khi bọn họ rời đi mấy phút mười mấy chiếc xe phóng như bay đến mười mấy chiếc xe này dừng lại trước chiếc bmw không ít người xuống xe thấy trong bmw không có ai cả mẹ nó một chàng trai lập tức gọi điện thoại đại ca người đã bị chuyển đi rồi trong đường hầm không có camera bây giờ không thể xác định được rốt cuộc chị dâu đã lên xe nào. Núi Ngũ Cốc Sau khi Giang Thần nhận được tin này, sắc mặt đáng sợ một cách lạ thường. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho Tiêu Giao Vương. Rất nhanh bên kia đã nghe máy. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tiêu Giao Vương. Sao vậy? Giang Thần trầm giọng nói, sở sở bị bắt rồi, tôi mặc kệ bây giờ ông đang ở trong hoàn cảnh gì, lập tức ra quân, phong tỏa toàn thành phố, thiết lập trạm canh gác ở mỗi một lối ra vào. Tôi cần có được thông tin về vợ tôi một cách nhanh nhất. Đúng rồi, kẻ địch đã đổi xe ở trong đường hầm Cửu Long. Giang thần nói sơ lược sự việc một lần. Chuyện này, trên mặt tiêu giao vương tỏ vẻ khó xử. Bây giờ có không ít nhân vật tai to mặt bự đều đang ở Giang Trung. Nếu ông ta lựa chọn ra quân vào lúc này, vậy không phải là đang đối đầu với đám người tai to mặt bự đó sao? Sau khi cân bằng lợi ích một lúc, ông ta gật đầu, được, tôi sẽ lập tức ra quân. Tiêu giao vương cúp máy. Hoặc đông. Hoặc đông đi vào, hành lễ, nói tổng soái. Tiêu giao vương căn dặn, lập tức truyền đạt mệnh lệnh xuống dưới, điều động lực lượng cảnh sát toàn thành phố, phong tỏa đường biển, đường bộ, đường hàng không, thiết lập trạm canh gác ở khắp các đường ra vào toàn thành phố. Hoác đông kinh ngạc, nhịn không được hỏi, tổng soái đã xảy ra chuyện gì vậy? Trên mặt tiêu giao vương mang theo chút bất lực, giang thần gọi điện thoại cho tôi, nói là đường sở sở bị người ta bắt đi rồi. Gì cơ? Sắc mặt hoác đông thay đổi, kinh ngạc kêu lên, ai lại có lá gan lớn như vậy, dám bắt đường sở sở đi mất. Tiêu giao vương lắc đầu, làm sao tôi biết được, hành động đi. Vâng, hoác đông lập tức đi chấp hành. Tiêu giao vương cũng truyền đạt mệnh lệnh ra quân xuống dưới. Trong quân khu vang lên tiếng còi báo động theo tiếng còi báo động vang lên, từng hàng xe lập tức ra quân, các chiến sĩ mặc đồ vũ trang lên xe quân đội, chạy ra khỏi quân khu một cách ảo ạt, đi đến khắp các nơi trong thành phố, cùng lúc đó, máy bay trực thăng cũng ra quân. Sau khi Hắc xà chuyển rời đường sở sở và hứa tinh, rất nhanh đã lái ra khỏi đường hầm Cửu Long. Đại ca, bây giờ đi đâu đây? Tài xế lái xe hỏi. Sắc mặt của Hắc xà mang theo sự nghiêm trọng hiếm thấy. Lần hành động này là anh ta nảy ra đột xuất. Giang Trung là dược đô, bây giờ đang mở đại hội Trung Y mỗi năm một lần, nơi này còn là tổng bộ của ngũ quân, có tiêu giao vương chấn giữ, nếu là chuyện bình thường, có đánh chết anh ta cũng không đến Giang Trung. Vì để giết Giang Thần, anh ta đã mạo hiểm. Anh ta biết, đường sở sở có rất nhiều người bảo vệ. Bây giờ tin đường sở sở bị bắt đã truyền ra ngoài rồi, với quan hệ của Giang Thần và tiêu giao vương, bây giờ quân đội đã ra quân rồi. Ra khỏi thành phố, mau chóng ra khỏi thành phố, rời khỏi trước khi Giang Trung bị phong tỏa. Vâng. Tài xế tăng tốc, mau chóng rời đi. Núi ngũ cốc. Mộc Vinh thấy sắc mặt Giang Thần khó coi, bất giác nói: Đại ca, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Bọn họ muốn nhắm vào anh, sẽ không làm khó chị dâu đâu. Giang Thần đã nghĩ đến việc sẽ có người phát cuồng, vì để giết anh mà không màng đạo nghĩa, bắt đường sở sở để uy hiếp anh. Anh đã phái một trăm người âm thầm bảo vệ cô rồi. Không ngờ Đường Sở Sở vẫn bị bắt. Bây giờ anh không thể gấp gáp, không thể tự làm mình rối loạn. Mục đích kẻ địch bắt Đường Sở Sở là vì để giết anh, bọn họ sẽ không làm hại đến Đường Sở Sở, chỉ dùng Đường Sở Sở để uy hiếp anh mà thôi. Anh tin rằng kẻ địch rất nhanh sẽ gọi điện thoại cho anh. Lúc này, điện thoại của Giang Thần vang lên. Đây là số điện thoại đã được mã hóa. Giang Thần thản nhiên nghe điện thoại, ai đó? trong điện thoại truyền đến giọng nói khàn khàn, Hắc Long, nếu muốn đường sở sở sống sót, lập tức gỡ bỏ tất cả bố trí trong núi ngũ cốc, trói tay chờ bị bắt, nếu không, anh cứ đợi nhặt xác của đường sở sở. Đối phương nói một câu rồi cúp máy. Mộc Vinh lắc đầu, nói là số điện thoại từ mạng ảo, chuyển địa chỉ IP mấy lần, không cách nào lần ra được vị trí cụ thể. Giang thần hỏi, đã lần ra được định vị của điện thoại sở sở chưa? Mộc Vinh lắc đầu, điện thoại của chị dâu để trong xe bmw định vị vẫn luôn dừng ở đường hầm cửu long bỏ hết những người ở núi ngũ cốc vâng mộc vinh lập tức căn dặn xuống dưới rất nhanh tất cả người ẩn nấp trong núi ngũ cốc đều đi hết giang thần cũng đứng dậy đi về phía giang mị đang trốn anh rất nhanh đã đi đến hang động của giang mị vì để đóng kịch giang mị giả vờ bị súng bắn ẩn nấp trong hang động giang thần xuất hiện giang mị mau chóng đi ra bất giác hỏi anh giang sao anh lại đến đây lúc này sắc mặt giang thần trầm thấp nói hành động thất bại rồi bọn họ đã bắt vợ tôi đi rồi cái gì sắc mặt giang thần hơi thay đổi nói bọn họ muốn làm gì vậy sao lại làm trái cả quy tắc cơ bản nhất muốn bị người cùng ngành phong sát sao giang thần bình tĩnh nói bọn họ đều là nhắm vào tôi cô đi trước đi ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm sao tôi có thể đi được giang mỹ lắc đầu chuyện này là do cô ta gây ra. Nếu không phải cô ta muốn dẫn dụ hắc xà đến sớm, đường sở sở sẽ không bị bắt. Tôi bảo cô đi. Giang thần nói một cách kiên quyết. Giang Nghị bị hét đến ngẩn ra. Sau khi ngơ ngác vài giây, cô ta mới phản ứng ra, gật đầu, ừm. Giang Nghị mau chóng rời đi. Giang thần một mình chờ đợi ở đây. Anh ngồi ở trước miếng nham thạch trước cửa động hút thuốc. Trong bóng đêm chỉ có ánh đỏ yếu ớt hắt ra từ điếu thuốc không lâu sau giang thần phát hiện có người đến gần anh nhìn bóng tối phía trước lạnh giọng nói ra đây hết đi ha ha một tiếng cười lớn vang vọng không hổ là hắc long chúng ta vừa mới đến gần thì đã bị anh phát hiện ra rồi theo tiếng cười một vài bóng người đi ra từ bóng tối đám người này có nam có nữ có người già cũng có người trẻ giang thần biết đây là những sát thủ nằm trong top đầu của bảng xếp hạng sát thủ Bây giờ dáng vẻ này của bọn họ đều không phải là gương mặt thật, mà đều đã được cải trang. Lúc này, điện thoại của Giang Thần vang lên lần nữa. "Giang Thần, muốn đường sở sở sống sót thì đừng phản kháng, chói tay chịu chết, anh sẽ lập tức nhìn thấy đường sở sở ngay." Đối phương nói lời này xong thì cúp máy. Giang Thần nhìn bảy tám người trước mắt, sắc mặt bình tĩnh đến lạ thường, sau khi hút xong một điếu thuốc anh mới đứng dậy. Anh vừa đứng dậy tám người trước mặt lập tức hơi lùi ra sau vài bước. Giang thần bình thản nói, không cần lo lắng, tôi sẽ không ra tay đâu, đi thôi. Một người giả bước qua, ném ra một sợi dây thừng, lạnh giọng nói tự mình trói đi. Giang thần nhìn ông già đó một cái. Anh vừa nhìn qua, ông già chỉ cảm thấy mình như bị thú giữ nhìn chằm chằm, cho dù ông ta thường ngày hay đi qua lại trên lưỡi dao, đã thấy việc sống chết đến rất quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn run lên. Giang Thần không để tâm mà nói, ông tự mình trói mình thử xem, để tôi học theo. Chương 274, chọn một trong hai, ai được sống do mày quyết định. Lão già lên tiếng cũng không phải là người bình thường, ông ta là cường giả tiếng tăm lừng lẫy trên bảng sát thủ. Ông ta liếc mắt nhìn Giang Thần một cái, trên khuôn mặt già nua thoáng hiện vẻ châm biếm, ông ta đi qua nhặt dây thừng trên mặt đất lên, bắt đầu quấn lên người, trói mình lại. Lão già cười khẩy nói, đã học được chưa? Giang thần khinh thường cười mỉa một tiếng. Đi về phía trước vài bước. Anh vừa bước lên, sát thủ trước mắt liền lùi lại phía sau. Tuy Hắc xà đã gọi điện thoại tới thông báo cho bọn họ rằng vợ của Hắc Long đã bị bắt, hiện giờ Hắc Long mặc cho bọn họ sâu xé. Nhưng mà đây là Hắc Long đấy. Phó đạo tông sư của 28 nước liên thủ cũng đều bị anh giết chết. 10 vạn đại quân đuổi giết anh, cũng không có ai có thể giết chết được anh. Đối mặt với người như vậy, sợ ý một chút sẽ chết oan uổng. Lão già sát thủ nhanh chóng cởi trói, cầm dây thường đi về phía giang thần, trói anh lại. Giang thần cũng không phản kháng, tùy ý để người này trói. Rất nhanh anh đã bị trói gô. Ha ha, hắc long, cũng chỉ được đến thế mà thôi. Dễ dàng rơi vào trong tay chúng ta như vậy. Không ngờ lấy 10 tỷ tới tay lại dễ dàng như vậy. Sát thủ ở đây đều cười to thành tiếng. Mang đi, mang đi gặp hát xà. Giang thần bị vác lên, bị đưa ra khỏi núi ngũ cốc, lên một chiếc xe hơi màu đen. Tay chân anh bị trói chặt, trên mặt bị bịt kín bằng vải đen, anh không thể thấy được tình huống xung quanh. Cả đường sóc này, ước chừng đi hơn một giờ, xe mới dừng lại. Xuống đi, giang thần bị túm xuống xe. Vải đen trên mặt cũng bị lấy xuống. Anh nhìn bốn phía, nơi đây đã không phải giang Trung nữa, đây là một thôn nhỏ, Phía sau thôn là một ngọn núi lớn, dưới chân núi có trăm hộ gia đình. Nơi đây là cửa thôn. Gâu gâu gâu. Trong thôn truyền đến tiếng chó sủa. Ở cửa thôn có không ít người canh giữ. Những người này mặc đồ đen, trên mặt bịt khăn trùm đầu, trong tay cầm vũ khí. Thấy cảnh tượng như vậy, Giang Thần không khỏi nhíu mày. Anh không ngờ, Hắc Điện cũng có cứ điểm trong nước Trung Quốc, cứ điểm chính là thôn trang này, tất cả mọi người ở thôn trang này đều là người Hắc Điện. Thường ngày bọn họ làm nghề nông, khi có nhiệm vụ thì biến thành sát thủ đáng sợ. Đi. Giang Thần bị dí súng vào đầu. Anh không nói câu nào, tiến vào thôn nhỏ. Giang Thần bị đưa tới tầng hầm ngầm ở trung tâm thôn. Xung quanh có hơn 30 sát thủ võ trang đầy đủ, trong tay những người này đều là vũ khí có lực sát thương cực cao, thậm chí còn có đạn tên lửa. Giang Thần bị đưa tới tầng hầm ngầm. Bên trong có hai người bị trói trên ghế đây đúng là đường sở sở và hứa tinh sở sở giang thần đi vào nhìn thấy đường sở sở sắc mặt lập tức trầm xuống lạnh lùng quát tôi đã tới rồi mau thả người giang thần đường sở sở nhìn thấy giang thần cũng bị trói lại không khỏi hét lớn cố gắng dẫy ruộng nhưng mà cả người cô bị trói chặt dù dẫy ruộng như thế nào cũng đều vô dụng ha ha một tiếng cười to khàn khàn vang vọng một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đội mũ màu đen trên mặt xăm hình rắn đen đi đến anh ta ngồi trên ghế nhìn giang thần bị trói nở nụ cười nghiền ngẫm chiến thần trong truyền thuyết cũng chỉ vậy mà thôi rồi cũng rơi vào trong tay tao giang thần lạnh lùng nhìn hắc xà thả người ánh mắt hắc xà dừng trên người giang thần anh ta chỉ vào đường sở sở và hứa tinh bị trói phía trước nở nụ cười nghiền ngẫm hai người bọn họ tao chỉ thả một người thả ai do mày quyết định thả đường sở sở giang thần không chút do dự Hát xà ra dấu tay. Lập tức có một thuộc hạ đi qua, cởi trói cho đường sở sở. Đường sở sở đứng lên, nhưng mà cô đã bị nói một thời gian, tứ chi đều đã tê dần, vừa đứng lên đã ngã quỵ trên mặt đất, cô lại đứng lên lần nữa, nhìn bốn phía toàn sát thủ võ trang, sắc mặt tái nhợt. Khớp hàm cô run rẩy giang thần, anh, anh làm gì thế, mau kêu bọn họ thả hứa tinh, em ở cạnh anh. Hứa tinh bị trói ở ghế trên hết to, sở sở, cậu làm gì thế, cậu đi mau đi, cậu không muốn sống nữa à? Sở sở, em đi đi, Giang thần nói lớn. Em, em không đi, đường sở sở bị dọa tới biến sắc, cô biết ở lại đây sẽ chết, nhưng mà Giang thần ở chỗ này, sao cô có thể đi? Cô khẩn cầu nói, Giang thần, anh kêu bọn họ thả hứa tinh được không, em cùng chết với anh. Giang thần nhìn hắc xà ngồi ở trước người, trên mặt có ý cười hài hước, lạnh lùng nói, hắc xà, lập tức đưa vợ của tao rời đi, nếu vợ của tao thiếu một cọng tóc, cho dù tao chết hắc điện của mày cũng sẽ bị nhổ tận gốc được hắc xa gật đầu phân phó đưa đường sở sở rời đi an toàn tôi tôi không đi đường sở sở hét to nhưng mà cô lại bị bọn người kia hung hăng lôi ra ngoài giang thần chồng giọng nói của đường sở sở càng ngày càng nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến mất hứa tinh còn bị trói ở trên ghế cô ta nhìn giang thần không biết vì sao mà cô ta lại không chút sợ hãi ngược lại có chút mừng thầm anh rốt cuộc là ai? Những người này là người nào? Hai vấn đề này vẫn luôn xuất hiện trong đầu cô ta. Hắc xà đứng lên, nở nụ cười hài hước. Người xưa nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Quả nhiên là như thế. Hắc Long mà võ đạo Tông Sư 28 nước liên thủ. Mười vạn đại quân cũng không làm gì được. Vậy mà lại thua trong tay một người phụ nữ. Hắc xà nói, rồi nhanh chóng móc ra một khẩu súng. Đoang đoang, liên tục bắn hai phát hai chân giang thần trúng đạn anh lập tức ngã quỵ trên mặt đất a à, hứa tinh bị dọa hoa đến biến sắc giang thần anh anh sao rồi còn chưa chết được giang thần trúng hai viên đạn nhưng mặt vẫn không đổi sắc nằm trên mặt đất hít sâu khống chế lượng máu chảy trong cơ thể máu để vết thương trên đùi ngừng chảy máu hứa tinh thở phào nhẹ nhõm một hơi lúc này cô ta vừa mừng vừa sợ giang thần là hắc long Chồng giang thần của đường sở sở chính là Hắc Long giang thần. Chuyện này, sao có thể? Cô ta cho rằng mình đã nghe lầm. Nhưng mà, sau khi Hắc Sa nổ súng, anh ta cười thành tiếng, ha ha. Hắc Long, giết mày xong thì thế giới này sẽ thái bình, giết mày rồi, không biết có bao nhiêu người sẽ an tâm. Thân thể giang thần ngã quỵ trên mặt đất, anh chúng hai viên đạn, nhưng mặt vẫn không biến sắc, lạnh nhạt nói, Hắc Sa, tao mong là mày sẽ tuân thủ đạo đức nghề nghiệp người mày muốn giết là tao, đừng liên lụy đến người không liên quan, nếu không mày sẽ chết không có chỗ chôn. Yên tâm, Hắc Sa mở miệng nói, mấy quy tắc này tao vẫn hiểu, sau khi giết mày, tao sẽ thả hứa tinh, tuyệt đối sẽ không động đến một sợi tóc của cô ta, tao cũng sẽ đưa vợ mày về an toàn, người tao muốn giết chỉ có mày. Anh ta dặn dò, nhốt lại cho tao. Nói xong, anh ta xoay người rời đi. Người trong phòng rời đi, ngay sau đó khóa tầng hầm ngầm lại sau khi rời khỏi tầng hầm ngầm hắc xà gọi một cuộc điện thoại hắc long đã rơi vào trong tay tôi chỉ cần một câu của tôi hắn ta sẽ mất mạng bất cứ lúc nào trong điện thoại truyền tới một giọng nói khàn khàn tang thương cậu muốn điều kiện gì cứ việc nói tôi chỉ cần đầu của hắc long tôi chỉ có một yêu cầu thả đại ca ra trước khi trời sáng đưa đại ca đưa tới thôn mạc lạc chuẩn bị thêm một chiếc máy bay trực thăng chỉ cần tôi và đại ca an toàn rời đi đầu hắc long chính là của ông nếu ông dám chơi trò xảo trá tôi sẽ thả hắc long ra ngay lập tức giọng nói trong điện thoại trầm mặc ước chừng mười mấy giây sau được tôi đồng ý với cậu chờ tin tốt của ông hắc Sa cúp máy một sát thủ dò hỏi đại ca hắc Sa, đã bắt được hắc long hiện tại anh ta sống hay chết chỉ là một câu nói của anh nhiệm vụ của chúng tôi cũng đã hoàn thành khi nào anh mới đưa tiền thưởng hắc Sa hơi dừng tay không vội chờ đến khi trời sáng sau lúc đó, từng người các cậu rời đi, còn về phần có thể thoát khỏi gian chung hay không thì phải xem bản lĩnh của các cậu, có thể sống sót là có thể nhận được tiền thưởng, nếu chết thì tất nhiên sẽ công cốc không có đồng tiền thưởng nào rồi. Chương 275, vị trí đại ca hắc điện là của anh. Trong thôn, tầng hầm ngầm. Cửa sắt bị khóa lại, có rất nhiều sát thủ võ trang đầy đủ đứng ngoài cửa. Hứa Tinh bị trói ở trên ghế, muốn cử động cũng không thể. Giang Thần anh, anh không sao chứ? Sắc mặt cô ta tái nhợt lo lắng, không ngừng dò hỏi. Giang thần bị trói gô, hai chân còn trúng đạn, tuy rằng anh có thể khống chế máu chảy trong cơ thể, phòng ngừa xuất huyết quá nhiều, nhưng máu vẫn chảy ra không ít. Anh nằm trên mặt đất, nói, không sao, thật xin lỗi, tôi chỉ có thể cứu sở sở. Giữa hứa tinh và đường sở sở, anh lựa chọn đường sở sở. Đường sở sở là một người mệnh khổ, sau khi toàn thân bị bỏng hủy dung, bị xem thường, trào phúng, trôi qua những ngày tháng không thấy ánh mặt trời. Anh cảm thấy hổ thẹn với đường sở sở. Anh vốn định cho đường sở sở cuộc sống hạnh phúc, nhưng lại liên lụy đến cô. Anh không biết những ngày tháng như này sẽ còn trôi qua bao lâu, anh không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi, tôi không trách anh, hứa tình yếu ớt mở miệng. Chợt, cô ta hít sâu một hơi. Tôi chỉ là không ngờ anh che giấu sâu như vậy, chẳng những là ông chủ phía sau của thời đại khoa, anh còn là Hắc Long, a, à, tôi còn ngu ngốc đi lập bia cho anh, thật là mất mặt. Nhớ lại khoảng thời gian trước khi lập bia cho Giang Thần, Hứa Tinh cảm thấy buồn cười. Giang Thần trầm mặc, đối mặt với Hứa Tinh, anh không biết nên nói cái gì. Trong tầng hầm ngầm đen nhánh rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Một hồi lâu sau, Giang Thần mới mở miệng, hứa hẹn son sắt, nói tôi sẽ đưa cô rời đi an toàn. Ừm, tôi tin tưởng anh hứa tinh tin tưởng giang thần vô điều kiện. Bởi vì anh là Hắc Long. Phó đạo tông sư 28 nước liên thủ cũng không giết được anh, 10 vạn đại quân xuất động đuổi giết anh, anh vẫn còn sống. Anh là chiến thần bảo vệ Trung Quốc. Một người đàn ông giống như thần vậy, chỉ chút khốn cảnh có thể làm gì anh. Rất nhanh, cửa sắt đã được mở ra. Hắc xà đi đến. Đèn được bật lên. Tầng hầm ngầm đen nhánh sáng ngời. Lộc cộc. Đế giày ra va chạm với mặt đất, phát ra âm thanh lộc cộc hai người đi tới nâng giang thần trên mặt đất dậy giang thần ngồi trên mặt đất nhìn hắc xà trước người vẻ mặt bình thản nói hắc xà mày đang chơi với lửa sao mày biết đây là nơi nào không đây là giang trung tổng bộ ngũ quân tiêu giao vương tỏa trấn mày đang khiêu khích quyền uy của tiêu giao vương trên mặt hắc xà nở nụ cười nghiền ngấm nói hắc long tôi dám đến cũng đã chuẩn bị tốt cho việc thất bại không định sống sót thoát đi nhưng mà, từ tình huống hiện giờ xem ra, tôi đã thành công hơn phân nửa, chỉ cần anh ở trong tay tôi, tôi có thể an toàn rời đi. Phải không? Giang Thần cười nhạt, chợt chuyển đề tài, hỏi, "Mày đưa vợ của tao đến nơi nào rồi?" "Yên tâm, người Văn Minh có quy tắc của người Văn Minh, nói sẽ không giết vợ anh thì sẽ không giết vợ anh, tôi đã đưa cô ta ra ngoài." Giang Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. "Chỉ cần đường sở sở an toàn." thì anh có nắm chắc có thể giết từ nơi này ra ngoài. Hắc xa, mày biết tao, mày cho rằng chói tao lại, bắn tao hai phát là có thể hạn chế tao sao? Nếu tao muốn thì có thể giết người rồi ra ngoài bất cứ lúc nào. Giang thần không chút để ý mở miệng. Tôi biết, vẻ mặt Hắc xà cũng thong dong nói, ba vòng trong ngoài nơi đây, tất cả đều là sát thủ võ trang đầy đủ, còn có top 10 sát thủ trên bảng sát thủ, mỗi một người đều không yếu hơn ngân mị, anh chúng hai phát súng anh có thể giết ra ngoài thì anh có bản lĩnh ha giang thần cười nhạt hắc xà quá tự tin tự tin với thực lực của bản thân tự tin với sát thủ trên bảng sát thủ tự tin với sát thủ võ trang đầy đủ ở đây mười vạn đại quân cũng không làm gì được anh huống chi là những người này giang thần nhắm lại mắt không mở miệng nữa giang thần tôi không muốn giết anh anh là một cường giả thực lực của anh có thể nói là thiên hạ đệ nhất một mình đấu thiên hạ, không ai là đối thủ của anh, chỉ cần anh nguyện ý, gia nhập Hắc Điện, vị trí đại ca Hắc Điện sẽ là của anh, tin rằng dưới sự dẫn dắt của anh, Hắc Điện nhất định có thể danh chấn toàn thế giới. Hửm, Giang thần ngồi dưới đất không khỏi liếc mắt nhìn Hắc Sa một cái. Hắc Sa đang chơi trò gì đây? Để anh làm đại ca Hắc Điện. Để tôi làm đại ca Hắc Điện, đây không phải rõ ràng là giao Hắc Điện vào trong tay tôi sao, Chẳng lẽ anh sẽ không sợ sau khi giao hắc điện cho tôi, tôi sẽ tẩy trắng hắc điện sao? Ha ha, chút vấn đề này không là gì. Hắc xà bật cười, nói. Được, tôi đồng ý rồi, mau cởi trói cho tôi. Giang thần cũng bật cười. Hắc xà ra giấu tay. Hai người mặc đồ đen, đội khăn trùm đầu đi tới, cởi bỏ dây thừng trên người giang thần. Giang thần đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, liếc mắt nhìn hắc xà một cái, trên mặt mang theo ý cười nhìn ngẫm anh thật sự mở trói cho tôi, anh không sợ tôi bỗng nhiên ra tay với anh sao, anh biết thực lực của tôi, nếu tôi ra tay tàn nhẫn với anh, anh tuyệt đối không chống đỡ được ba chiêu trong tay tôi. Hắc xà cười nghiền ngẫm nói, hiện tại toàn bộ hắc điện đều là của anh, tôi cũng là của anh, anh muốn giết tôi, tôi không có gì để nói. Giang thần thật sự khó hiểu. Cho tới nay, anh đều có tự tin có thể khống chế tất cả. Nhưng hiện tại anh lại không biết Hắc xà đang định làm trò gì. Anh nhìn hát xà vài giây, sau đó đi về phía Hứa Tinh, mở chói cho cô ta. Hứa Tinh đã bị chói rất lâu, tứ chi đều cứng đờ, dây chói vừa cởi lòng đã ngã quỵ vào lòng Giang Thần. Một mùi thơm mê người truyền vào mũi miệng. Giang Thần đỡ cô ta ngồi xuống, đồng thời anh cũng ngồi xuống ghế bên cạnh, xé quần, nhìn thấy trên đùi có hai lỗ máu, anh nắm nắm tay, trên cánh tay lập tức có một dây thép rất nhỏ trôi xuống, anh cầm dây thép đặt trên miệng vết thương của mình dây thép trong tay giống một con rắn linh hoạt, nhanh chóng hoàn toàn đi vào trong miệng vết thương, rất nhanh đã kéo viên đạn trong cơ thể ra. Hắc xà thấy cảnh tượng như vậy, thần sắc khiếp sợ. Thực lực của Hắc Long đệ nhất thiên hạ, y thuật cái thế vô song. Quả nhiên bất phàm. Sau khi lấy ra viên đạn, Giang thần nhìn Hắc xà, hỏi có thuốc không? Hắc xà lấy một điều xì gà đưa qua, thuận tiện ném ra một cái bật lửa. Giang thần bật lửa, lạnh nhạt hỏi anh không mang nguy hiểm lẻn vào trung quốc đi vào giang trung mất công bắt vợ của tôi dùng vợ của tôi uy hiếp tôi hiện tại lại để tôi làm đại ca hắc điện còn thả tôi trong hồ lô của anh rốt cuộc bán thuốc gì hắc xà cũng hút thuốc khuôn mặt hắc xà sau khói thuốc lộ vẻ nghiêm trọng anh đã từng là một trong ngũ đại soái của đại hạ hắc long đứng hàng nam hoang thống soái trăm vạn quân hắc long thực lực của anh đệ nhất thiên hạ hẳn là anh biết độc bộ vân hử Đồng tử Giang Thần co rụt. Độc Bộ Vân, sao anh có thể không biết người này? 3 năm trước đây khi anh còn chưa được phong soái, đã từng nhận được một nhiệm vụ bí mật, nhiệm vụ lần này phái ra tất cả cao thủ của nước Trung Quốc. Tổng cộng các cao thủ có hơn 100 người. Phái ra tất cả hơn 100 cao thủ, mục đích chính là vì bắt một người. Chính là Độc Bộ Vân. Trận chiến này, trong 100 người đã chết hơn 30 người. Cuối cùng vẫn là anh ngăn cơn sóng dữ. Đã Đả đảo độc bộ Vân, Đích Thân bắt ông ta Thực lực của độc bộ Vân rất mạnh Giang thần tung hoành khắp Nam Hoang Đã giao đấu với không ít cường giả Nếu một hai phải nói có một đối thủ Đó chính là độc bộ Vân Hắc Sa gật đầu Nói độc bộ Vân là người sáng lập Hắc Điện Ba năm trước đây tiến vào Trung Quốc Lúc đi đường bị lột tiếng gió Bị cường giả Trung Quốc vây giết Trận chiến ấy anh cũng ở Lại nói tiếp nếu không phải anh Đám người kia chưa chắc có thể bắt được đại ca Giang Thần hít sâu một hơi, không nghĩ tới, Độc Bộ Vân là đại ca của anh, là người sáng lập Hắc Điện. Không sai. Hắc Sa gật đầu, lão đại vẫn luôn bị giam giữ bí mật, hơn nữa là do Thiên Tử đứng đầu Ngũ Đại Soái giam giữ, tôi cũng không lừa anh, trên ám võng có rất nhiều treo thưởng giết anh, trong đó có một cái chính là do Thiên Tử phát, tôi bắt anh, muốn Thiên Tử thả đại ca, chỉ là. Thân sắc của Hắc Sa trở nên trầm trọng. Thiên Tử là người nào tôi không biết, cũng không ai biết tôi chỉ biết, thiên tử muốn giết anh, tôi dùng anh trao đổi đại ca, thiên tử đã đồng ý, sẽ mang đại ca tới đây trước hừng đông, chỉ là tôi có chút không yên tâm. Cho nên, anh muốn hợp tác với tôi. Đúng vậy, hắc xà không phủ nhận, gật đầu nói. Ba năm trước đây, đại ca quay về Trung Quốc, thật ra là vì chuyện quy ẩn, chỉ là tin tức bị tiết lộ, bị mai phục, mấy năm nay, tôi vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cứu đại ca. Ngân mị đầu quân cho anh, phát tin tức cho tôi, Muốn dẫn dụ tôi vào Trung Quốc, tôi nhận thấy cơ hội, nên định mạo hiểm một lần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết chương 275.